Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa để tôi được hân hạnh sáng nay chia sẻ lời Chúa cùng hội thánh của Chúa. Và có một đấng rất là tuyệt vời đang ở với chúng ta, đang hiện diện với chúng ta, chính là Đức Thánh Linh. Ngài là giáo sư của chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta tôn cao Chúa, chúc tụng Chúa một tràng quả tạ thật lớn ạ. Con cảm ơn Đức Thánh Linh vì Ngài luôn ở với chúng con. Ngài luôn hiện diện với hội thánh của Ngài. Và giờ này là thời giờ trọng thể. Hội thánh của Chúa lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Xin Thánh Linh Chúa dạy dỗ chúng con, bày tỏ lẽ thật cho chúng con, để chúng con thấy rằng lời Ngài là thần linh và sự sống. Lời Ngài là sống và linh nghiệm. Lời của Ngài là quyền năng, đụng chạm mỗi chúng con, để chúng con vừa muốn và làm theo ý tốt của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con dâng thời giờ trong tay Cha và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sáng nay thì tôi sẽ chia sẻ cho hội thánh của Chúa một đề tài, đó là người thuộc về Adam cuối cùng. Người thuộc về Adam cuối cùng. Một câu kinh thánh Côrintô nhất 15 câu 45. Vì kinh thánh chép, người đầu tiên Adam trở nên một linh hồn sống, còn Adam cuối cùng trở nên một thần linh ban sự sống. Kinh thánh chép rằng là người đầu tiên Adam trở nên một linh hồn sống, còn Adam cuối cùng trở nên một thần linh ban sự sống. Amen. Chúng ta là người của Adam cuối cùng. Amen. Không còn Adam đầu tiên nữa. Chúng ta từ Adam đầu tiên và chuyển về Adam sau cuối này. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ suy gẫm và chúng ta sẽ nhận biết được cái tầm quan trọng của mỗi một đời sống chúng ta là như thế nào. Và chúng ta cần phải biết Adam đầu tiên, Adam cuối cùng, và chính chúng ta là người đã chuyển đổi từ Adam đầu tiên và qua Adam cuối cùng như thế nào. Và quý vị sẽ nhận biết và chúng ta sẽ làm gì, một địa vị cao trọng, cao quý của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Đức Chúa Trời, chúng ta thấy được sáng thế ký thì Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người giống như ta, giống hình ảnh của ta. Đức Chúa Trời phán chúng ta hãy làm nên loài người, có nghĩa là chúng ta hiểu là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh cùng cộng tác với nhau, hiệp nhất với nhau để tạo dựng nên loài người. Và loài người giống hình ảnh Đức Chúa Trời và giống chính Chúa. Như vậy thì đơn giản chúng ta hiểu đó là con sẽ giống Cha. Amen. Đức Chúa Trời dựng nên con người và con người giống Đức Chúa Trời và con giống Cha. Chúng ta học rất là nhiều điều rồi, thì chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người giống Đức Chúa Trời, và cảm ơn Chúa con sẽ giống Cha. Amen. Khi Đức Chúa Trời dựng nên Adam thì có linh hồn và thân thể. Và chúng ta biết theo cái lý lịch đó, thì chúng ta thấy được rằng là Adam thì sao? Con Đức Chúa Trời phải không ạ? Trong Luca đoạn 3:38 đó là xếp con Adam, Adam con Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đặt tên cho họ là người, nên được gọi là con người. Câu 18 của đoạn 2 đầu tiên đó là con người ở một mình thì không tốt. Con người có nghĩa là con Đức Chúa Trời và là người, nên được gọi là con người. Amen. Nên ngày hôm nay quý vị có thể trả lời cho nhiều người thắc mắc được. Có nhiều lúc chúng ta là con người, nhưng mà chúng ta không biết cái chữ con người có ý nghĩa như thế nào. Tại sao được gọi là con người? Nếu về nguồn gốc thì những người vô thần thì người ta gọi là người đến từ khỉ. Còn chúng ta là người tin Chúa, nó là người đến từ Đức Chúa Trời. Hai bên cứ cãi nhau như thế thì chúng ta không biết đến vào đâu nữa. Nhưng mà chúng ta có thể hỏi rằng là con người là gì? Anh là con người, chị là con người, nhưng mà con người là gì?
Và nhiều người không biết trả lời. Nhưng mà chúng ta có lời của Đức Chúa Trời biết rằng là con người, có nghĩa là con Đức Chúa Trời, người Chúa đặt tên. Và sau đó con người này mới đặt tên cho muôn loài vạn vật. Amen. Cảm ơn Chúa. Và cũng một người mà tội lỗi vào trong thế gian, nhưng mà cũng bởi một người mà nhiều người được tiên xưng là công chính. Adam đầu tiên dẫn con người vào trong tội lỗi, còn Adam cuối cùng này dẫn con người vào sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Mà cảm ơn Chúa, Adam thứ nhất trở nên một linh hồn sống, nhưng mà Adam cuối cùng là thần linh ban sự sống. Adam thứ nhất đến từ dưới đất, còn Adam cuối cùng đến từ thiên đàng, từ trên trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là con người là con Đức Chúa Trời và là người mà được Chúa đặt tên. Nên khi Chúa Giêsu đến với thế gian, Chúa Giêsu thật sự là con người. Ngài giống con người chúng ta, có thịt và huyết như chúng ta, và Ngài giống chúng ta trong mọi lĩnh vực. Và khi mà Ngài ra đời thì thiên sứ nói với bà Mary trong đoạn 1 câu 35 của Luca thì Thánh Linh sẽ giáng trên ngươi, quyền phép của Đấng tối cao che phủ ngươi với bóng mình, nên con thánh sinh ra được gọi là con của Đức Chúa Trời. Amen. Con thánh sinh ra được gọi là con của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu cũng nói rằng là vì con là con người, trong văn đoạn 5 câu 27 là vì con là con người. Và Ti-mô-thê thứ nhất là 2 câu 5 cũng nói rằng là có một Đức Chúa Trời và một Đấng trung bảo ở giữa loài người, và Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ, là người. Nên Chúa Giêsu của chúng ta được gọi là con người vì Ngài là con của Đức Chúa Trời và Ngài cũng là người, nên được gọi là con người. Nhưng mà chúng ta thấy chữ con đặc biệt của Chúa Giêsu luôn luôn viết khoa chúng ta, biết không ạ? Tại sao mà viết khoa, biết không ạ? Chúng ta biết là Chúa Giêsu là một đại danh từ. Ngài rất lớn, rất tuyệt vời, luôn luôn được viết khoa. Và chúng ta cũng biết được rằng Chúa Giêsu cũng được gọi là con độc sanh của Đức Chúa Trời, bởi vì không ai giống Chúa Giêsu. Nguồn gốc của Ngài là ngôi lời, là Đức Chúa Trời trở thành người. Amen. Bởi vì Ngài là ngôi lời, là Đức Chúa Trời và trở thành xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Ngài đầy ơn Đức Chúa Trời và đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời. Amen. Nhưng mà Kinh Thánh cũng ghi rằng là Hebrew đoạn 1 câu 6 rằng là Đức Chúa Trời đưa con trưởng nam vào trần gian. Ngài là con độc sinh, nhưng mà bây giờ Ngài là con trưởng nam. Thì chúng ta thấy hơi khó hiểu phải không? Con độc sinh với là con trưởng nam nó có chống với nhau không? Roma đoạn 8 câu 29 và 30 nói rằng là Đức Chúa Trời biết trước chúng ta mà Ngài chọn lựa chúng ta để chúng ta giống hình ảnh con Ngài, và con ấy trở thành con cả giữa vòng anh chị em. Như vậy là Chúa Giêsu là con cả giữa vòng anh chị em. Chúa Giêsu là con trưởng nam. Tại sao gọi là con trưởng nam quý vị? Chúng ta sẽ giống Chúa, giống hình ảnh Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu trở thành con cả giữa vòng anh chị em. Mà nếu chúng ta không giống Chúa Giêsu thì chắc là Chúa Giêsu vẫn là con độc sanh của Đức Chúa Trời, phải vậy không? Mà nếu chúng ta giống Chúa Giêsu thì Ngài chính là con cả giữa vòng anh chị em. Thì anh chị em là con thứ, đúng không? Có phải vậy không? Hebrew đoạn 2 từ câu 10 đến câu số 12 nói rằng là Đức Chúa Trời muốn đem nhiều người vào trong vinh quang, nên đã khiến Đấng chẳng biết tội lỗi trở thành tội lỗi vì chúng ta. Ngài khiến Đấng tác giả của sự cứu rỗi đó hoàn hảo trong cái sự thống khổ, để Đấng thánh hóa và người được thánh hóa trở thành con cùng một cha. Amen. Đấng thánh hóa và người được thánh hóa trở thành con cùng một cha, và Ngài không hổ thẹn gọi Ngài là anh của họ. Amen. Và Ngài nói rằng Ngài sẽ giảng về Đức Chúa Trời cho anh em tôi. Amen.
Như vậy là Chúa Giêsu của chúng ta được gọi là Adam cuối cùng. Chỉ có Adam đầu tiên và Adam cuối cùng thôi. Không còn Adam nào khác nữa. Và Adam cuối cùng này là một con người và là con Đức Chúa Trời. Và là con cả dưới vòng anh chị em. Và Ngài cũng là con độc sanh của Đức Chúa Trời. Điều này rất là tuyệt vời. Và qua Chúa cứu thế Giêsu, chúng ta trở thành anh em với Chúa Giêsu cùng một cha thiên đàng. Amen. Bởi vì dân thứ nhất, dân đoạn 1 câu số 12 nói rằng là: nhưng hai ai đã nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời, là ban cho kẻ tin danh Ngài. Ai tin Chúa Giêsu được gọi là con Đức Chúa Trời. Nhưng mà con Đức Chúa Trời có nghĩa gì? Chúng ta biết có phải chúng ta là con Đức Chúa Trời không? Nhưng mà con Đức Chúa Trời có nghĩa như thế nào? Câu 13 nói rất rõ là: người ấy không sinh bởi khí huyết, bởi tình dục, bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Amen. Người được gọi là con Đức Chúa Trời là người được Đức Chúa Trời sanh thành. Amen. Quý vị con của ai thì mọi người biết rõ, bởi vì cha mẹ của quý vị đã sinh quý vị ra, nên quý vị là con của cha mẹ tôi. Amen. Còn người được gọi là con Đức Chúa Trời thì người ấy phải thật sự được Đức Chúa Trời sanh thành. Amen. Và cái sự sanh thành đó thì chúng ta biết rõ trong văn đoạn 3, Chúa Giêsu nói với Nicodem: nếu ngươi không tái sanh thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không nhờ Thánh Linh mà nước và sanh thì không vào được thiên đàng. Amen. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Nicodem nghĩ về xác thịt. Chẳng phải tôi vào lòng mẹ sinh ra một lần nữa sao? Nhưng mà Chúa Giêsu không nói về sinh ra trong xác thịt, nhưng mà Chúa Giêsu nói về sinh lại trong tâm linh. Có nghĩa là tâm linh đã chết từ Adam đầu tiên, bị phân cách với Đức Chúa Trời. Bây giờ qua Adam cuối cùng này, con người sẽ sống lại tâm linh, được sống lại. Và câu số 6 là Chúa nói rõ về cả thân xác và cả tâm linh. Chúng ta có một thân thể là cha mẹ chúng ta sinh ra. Chúng ta có một tâm linh được sống lại bởi Chúa Giêsu sinh ra chúng ta. Amen. Và Chúa nói rõ là nếu không nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không thể vào được nước của Đức Chúa Trời. Amen. Như vậy tâm linh chúng ta đã được sống lại rồi. Và tâm linh chúng ta là một thần linh hơi thở từ Đức Chúa Trời đã hà hơi, như là hà hơi từ Adam đầu tiên. Bởi vậy khi tâm linh chúng ta được sống lại thì chúng ta phải biết rằng là qua đoạn 4 Chúa tiếp tục nói rằng là Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ phượng Ngài phải lấy tâm thần lẽ thật mà thờ phượng. Cảm ơn Chúa, chúng ta có một tâm linh sống lại rồi, và chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm linh. Trước hết bằng tâm linh, có nghĩa là tâm linh chúng ta phải làm chủ trên cuộc đời của chúng ta. Tâm linh chúng ta phải kết nối với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và tâm linh chúng ta dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta thờ phượng Chúa bằng chính con người tâm linh của chúng ta. Và hồn và thân nó phải vâng phục và trật tự theo con người mà Chúa mở dựng nên. Amen. Chúng ta tin rằng là khi tâm linh được sống lại mà chúng ta để cho tâm linh của chúng ta làm chủ, bởi vì một vị vua mới lên ngôi thì sẽ thay đổi mọi thứ. Mọi sự cũ đã qua đi, nay mọi sự được trở nên mới. Nếu quý ông bà anh chị em chúng ta thật sự được tái sanh, được sống lại phần tâm linh rồi, nhưng mà chúng ta không để tâm linh chúng ta làm chủ, chúng ta kết nối với Thánh Linh của Đức Chúa Trời để được dẫn dắt, thì chúng ta vẫn sống theo lý trí, chúng ta vẫn sống theo xác thịt, chúng ta vẫn chiều theo xác thịt, và chúng ta thấy rằng là xác thịt dẫn đến sự chết, Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an. Nên nhiều người tái sanh rồi, nhiều người bước vào trong hội thánh của Chúa, thuộc về Chúa rồi, nhưng mà vẫn nhận nhiều cái hậu quả nó không tốt chút nào. Nó khốn khổ, nó không có một cái sự phước lành, và không có có một cái sự giao thông với Chúa một cách rất là trọn lành, thông suốt được. Bởi vì xác thịt dẫn đến sự chết, xác thịt không hưởng được nước của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa, Adam đầu tiên là trở thành một thần, trở thành là một linh hồn sống. Nhưng mà Adam cuối cùng là thần linh ban sự sống. Amen.
Adam cuối cùng này là thần linh ban sự sống. Đến khi Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh, Ngài sinh bởi Đức Thánh Linh, Ngài đầy dẫy Đức Thánh Linh, rồi Ngài đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh, và Ngài tuyên bố rằng Ngài được sức giàu bằng Thánh Linh và quyền phép. Amen. Và Ngài rao giảng thì Ngài nói rằng là thần linh ban sự sống, xác thịt chẳng ích chi, những lời ta nói với các ngươi là thần linh và sự sống. Amen. Những gì ta nói với các ngươi là thần linh và sự sống, có nghĩa là Chúa Giêsu đầy dẫy Thánh Linh và quyền năng của Ngài, nên lời nói của Ngài là thần linh và sự sống. Amen. Và lời thần linh và sự sống đó đem lại sự sống cho chúng ta. Amen. Rất là tuyệt vời, bởi vì Ngài luôn luôn là thần linh và sự sống, và Ngài nhờ cậy Thánh Linh của Chúa. Nên gian đoạn 14 thì Ngài nói rằng là các ngươi thấy ta là thấy cha, biết ta là biết cha. Những gì ta nói với các ngươi không phải bởi ta, nhưng mà bởi cha. Amen. Nói ra là bởi cha, chứ không phải là bởi chính Ngài. Amen. Ta nói với các ngươi là không phải bởi ta, nhưng bởi cha. Nếu các ngươi không tin, thì hãy tin những việc ta làm. Bởi vì việc của Chúa Giêsu làm, đó là quyền năng và phép lạ. Đem cái sự giải phóng cho những người tù đày, cho những người mù lòa, cho những con người bị áp bức từ Satan. Mà Ngài nói rằng là công bố năm thi ân, có nghĩa là năm giải phóng hoàn toàn tất cả những con người nô lệ cho Satan, cho thế giới này, cho xác thịt. Amen. Cách đây 2000 năm Chúa đã công bố điều đó rồi. Chúa Giêsu đã giải phóng rồi. Và bây giờ chúng ta không còn nô lệ cho một cái gì cả. Amen. Không nô lệ cho tội lỗi, không nô lệ cho ma quỷ, không nô lệ cho xác thịt, không nô lệ cho thuốc lá, cũng không nô lệ cho rượu, cho cờ bạc, bất cứ thứ gì. Cũng không còn phải nợ nần nữa, bởi vì xóa nợ hết rồi. Chúa xóa cái tờ khế, tức là xóa cái giấy nợ nghịch cùng chúng ta, và tất cả những điều khoản ghi lại đấy nghịch cùng chúng ta, Ngài đóng lên trên thập tự giá rồi. Ngài xóa hết cho chúng ta rồi. Và cảm ơn Chúa. Khi Chúa Giêsu đến, có một điều đặc biệt. Chúa Giêsu nói rằng các người hãy xóa đền thờ này đi, phá đi, 3 ngày sau ta sẽ xây lại. Nhiều người nói rằng cái đền thờ này người ta đã xây 46 năm, còn Ngài nói rằng là xây lại trong 3 ngày. Nhưng mà Kinh Thánh ghi rằng là Ngài nói về đền thờ chính là thân thể Ngài. Amen. Đền thờ chính là thân thể Ngài. Nên cái vấn đề mà con sông ra từ đền thờ đó, khi Chúa Giêsu đến, Chúa Thánh Linh không ở trong đền thờ Jerusalem, nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong đền thờ là Chúa Giêsu. Amen. Nên cái dòng sông của Đức Thánh Linh mà Chúa Giêsu nói về gian đoạn 7 đó, ai tin ta thì sông nước hằng sống nó chảy trong lòng người ấy, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài nói điều đó chỉ về Đức Thánh Linh, mà ai tin Ngài sẽ nhận lãnh. Amen. Nên Chúa Giêsu đi đâu thì dòng sông của Đức Thánh Linh cũng đi đến đó. Amen. Mà dòng sông của nó lên chảy đến đâu thì nước biển trở nên ngọt. Amen. Bởi vì dòng sông đó có quyền năng để biến đổi thế giới, để biến đổi con người, để làm cho người què được đi, người mù được thấy, người phúc được sạch, người câm nói được, người chết sống lại. Amen. Nên Chúa Giêsu dù có đi trong đồng vắng đi nữa, không có gì ăn đi nữa, thì người ta vẫn kéo vào trong đồng vắng. Những lúc thứ 3 ngày đó là vẫn cứ ở trong đồng vắng, bởi vì nơi ấy có một dòng sông của Đức Thánh Linh tuôn tràn. Amen. Dòng sông đó tuôn tràn và làm cho nhiều người hưởng được cái phước lành, cái sự sống nơi dòng sông Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu đã làm rất là nhiều điều. Đó là Adam cuối cùng. Amen. Đã làm rất là nhiều điều. Và chúng ta thấy được là Chúa chọn 12 môn đồ và Chúa đã dạy dỗ họ, Chúa đã sức giàu cho họ. Mà khi dạy dỗ cho các môn đồ thì Kinh Thánh ghi rằng là Chúa Giêsu cậy Thánh Linh mà dạy cho các môn đồ. Amen. Trong Công vụ đoạn 1 câu 2. Ngài đuổi quỷ là cậy Thánh Linh mà đuổi quỷ, Ngài chữa lành cậy Thánh Linh mà chữa lành, Ngài nói cậy Thánh Linh mà nói. Nên Chúa Giêsu hoàn toàn vâng phục và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu chúng ta là Adam cuối cùng thật sự đã chết trên thập tự. Và sự chết của Chúa phá hủy kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương, và giải phóng những người sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Amen. Tại sao Chúa Giêsu trở thành một người bị giết trên thập tự giá, nhưng mà Ngài phá diệt được kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương?
Cả thế giới này ai có thể hủy diệt được kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương không? Có cái giáo chủ nào không? Có bậc anh tài nào không? Tất cả đều tội lỗi, tất cả đều ở dưới quyền của Satan, là nô lệ cho Satan, không ai có thể hủy diệt được ông chủ này. Nhưng mà Chúa Giêsu của chúng ta, Hebrew đoạn 4:15 thì nói rằng là Ngài bị cám dỗ đủ mọi lĩnh vực nhưng mà không phạm tội. Amen. Không phạm tội. Bởi vậy Ngài luôn luôn trên quyền Satan, và khi Ngài chết là chết để đền tội cho loài người, và Ngài đã hủy diệt kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương để giải phóng chúng ta. Nên không có đấng nào khác, chỉ có Chúa Giêsu Adam cuối cùng này đã đem cho chúng ta được phục hồi lại tâm linh. Đây là một việc vô cùng lớn lao. Tâm linh quý vị sống lại thì quý vị mới được sự sống đời đời. Amen. Thân xác này chúng ta sẽ qua đi, nhưng mà tâm linh chúng ta được sống lại thì chúng ta được sự sống đời đời. Đây là vấn đề quan trọng và chúng ta cần phải thấu hiểu điều này, để chúng ta biết được là sự chết của Chúa Giêsu là sự hy sinh rất lớn. Và Ngài nói rằng là Ngài đổ huyết ra. Huyết của Chúa Giêsu là huyết mà nhờ Thánh Linh đời đời dâng thân thể không tì vết cho Đức Chúa Trời. Huyết đó có hiệu lực muôn phần hơn, rửa sạch lương tâm của chúng ta ra khỏi những công việc chết để hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống. Huyết của Chúa Giêsu có hiệu lực, huyết của Chúa Giêsu có năng quyền để rửa sạch lương tâm của chúng ta ra khỏi những công việc chết. Quý vị ngày xưa chưa biết Chúa, ông bà của mình, tổ tiên của mình chưa biết Chúa đã làm nhiều công việc chết, đó là thờ lại hình tượng, thờ lại người chết, thờ lại ma quỷ, đồng bóng phù phép, bói qua tà tục và kết nối với Satan. Đó là những công việc chết, những công việc có xác thịt, những công việc có tội lỗi là những công việc chết. Và huyết của Chúa Giêsu rửa sạch hết. Chúng ta không thể mang những công việc chết bên trong mà hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống được. Giữa chết và sống không có thể chung đụng với nhau được đâu. Amen. Huyết của Chúa Giêsu rửa sạch chúng ta, rửa sạch lương tâm của chúng ta. Nên Roma đoạn 8:10 nói rằng nếu Chúa Giêsu ở trong anh chị em, một mặt thân thể chết vì cớ tội lỗi, mặt khác tâm linh sống vì cớ sự công chính. Như vậy Chúa Giêsu làm một điều, đó là làm cho tâm linh anh chị em trở thành công chính trước mặt Đức Chúa Trời, xóa sạch tội lỗi và không Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta trong sạch và không có một chút tội lỗi nào cả, được xưng công chính. Chúa Giêsu đã làm điều đó rồi. Mà trên thập tự giá Chúa Giêsu tuyên bố mọi sự đã được trọn rồi. Amen. Nhưng mà thân thể vẫn còn chết, phải vậy không? Một mặt thân thể chết vì có tội lỗi, mặt khác tâm linh sống vì có sự công chính. Như vậy Chúa Giêsu chỉ làm cho tâm linh sống vì có sự công chính, còn thân thể thì sao? Câu 11: Thánh Linh của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Đấng mà đã làm cho Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại đó ở trong anh chị em, cũng nhờ Thánh Linh của Chúa làm cho thân thể hai chết của anh chị em sống lại. Amen. Chúa Giêsu làm cho anh chị tâm linh sống lại, còn Thánh Linh làm cho thân thể sống lại, tẩy sạch những gì hai chết trong đời sống của chúng ta để chúng ta trở thành của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lại của anh chị em. Ngày xưa tôi cũng nghe giảng và tôi cũng giảng, tôi nói Chúa ơi, con là thân thể sống, một của lễ sống và thánh. Chúa là làm cho con thánh rồi, bây giờ con là của lễ sống, hầu vì Chúa, đúng rồi. Nhưng mà đi sâu vào lời của Đức Chúa Trời không phải như vậy. Chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho thân thể hai chết chúng ta sống lại, tẩy sạch những gì hai chết, tẩy sạch những gì ô uế, tẩy sạch lương tâm ta làm những công việc chết. Tất cả đều được tẩy sạch để chúng ta thật sự là của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Adam cuối cùng này đã làm quá nhiều điều tuyệt vời. Ngài đã chết và Ngài đã sống lại. Chúng ta nhớ rằng là Chúa Giêsu của chúng ta là ngôi lời, là Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong 33 năm Ngài tạm gác cái quyền của một Đức Chúa Trời và Ngài trở thành con người thật sự. Amen. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời nhưng chẳng xem sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ngài từ bỏ mình đi lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài hạ mình xuống như một người, vâng phục cho thế giới, thậm chí chết trên cây thập tự. Amen. Cảm ơn Chúa. Ngài trở thành con người, Ngài trở thành con Đức Chúa Trời. Ngài là con cả dưới vòng anh chị em, Ngài là con độc sinh của Đức Chúa Trời.
và Ngài được gọi là Adam cuối cùng. Trong những ngày trong thế gian, Ngài từ bỏ chức vụ của mình, Ngài từ bỏ thiên đàng, Ngài từ bỏ cái quyền của mình, và Ngài trở thành một con người thật sự phải đầy dạy Đức Thánh Linh, phải nhờ cậy Đức Thánh Linh trong mọi sự. Amen. À, và Ngài nhờ Thánh Linh lúc chết thì cũng phải nhờ cậy Thánh Linh, và lúc Ngài sống lại cũng là Thánh Linh làm cho Chúa Giêsu sống lại. Amen. Cảm ơn Chúa. Và khi Ngài sống lại, Công vụ đoạn 2 câu 36 nói rằng là Ngài là Chúa và là Chúa cứu thế. Khi Ngài sống lại, Ngài có hai danh hiệu: Ngài là Đức Chúa Trời và cũng là Chúa cứu thế Giêsu. Nên Chúa cứu thế Giêsu đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Quá khứ Ngài là Chúa cứu thế, và ngày hôm nay Ngài vẫn là Chúa cứu thế, và những ngày tương lai Ngài vẫn là Chúa cứu thế, bởi vì nhiều người cần được cứu qua Chúa cứu thế Giêsu. Nhưng mà Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Amen. Khi Ngài là Đức Chúa Trời, chúng ta là con của Ngài. Amen. Khi Ngài là Chúa cứu thế Giêsu, chúng ta là anh em với Ngài. Amen. Phải vậy không? Quá sướng phải không ạ? Quá tuyệt vời phải không ạ? Chúa Giêsu nói rằng, cái câu này chắc là Hội Thánh thuộc lòng rồi: ai tin ta cũng sẽ làm việc ta làm và làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Amen. Ai tin ta có nghĩa là như thế nào? Có ai biết không? Anh là tin là để làm chứ không phải tin để nhận nha. Đây là đức tin để mà làm. Ai tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm và những việc lớn hơn ta nữa vì ta đi về cùng Cha. Những việc ta làm đó là giải phóng nhiều người ra khỏi tội lỗi, giải phóng nhiều người ra khỏi mù lòa thuộc linh, cả thuộc thể, què phung hay gì, bất cứ bị quỷ ám, bị áp bức và bị khốn khổ trong đời này, thì đó là công việc mà Chúa Giêsu đã làm, thì chúng ta phải làm như Chúa Giêsu và làm lớn hơn Chúa nữa. Đó là điều mà Chúa cho phép làm. Amen. Cảm ơn Chúa. Có nghĩa là qua Chúa Giêsu chúng ta thật sự đã được phục hồi. Qua Chúa Giêsu chúng ta không còn ở trong Adam đầu tiên nữa, nhưng mà trở thành Adam sau cưới. Chúng ta đã được phục hồi. Như Phi-e-rơ nhất là một câu hai nói rằng là anh chị em đã được chọn lựa bởi Đức Chúa Trời là Cha, được thánh hóa bởi Thánh Linh để vâng phục, và được rải huyết bởi Chúa cứu thế Giêsu. Được thánh hóa bởi Thánh Linh để vâng phục. Bởi vì Roma đoạn 8 từ câu 5 đến câu 7 nói rằng là xác thịt không thể vâng phục kinh luật của Đức Chúa Trời, và nó không có khả năng vâng phục được. Nhưng mà chỉ có Thánh Linh thánh hóa thì nó mới vâng phục được mà thôi. Ngày hôm nay quý vị có thể làm được theo lời của Đức Chúa Trời. Quý vị có thể nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh. Quý vị có đức tin và làm theo, bởi vì chúng ta đã được thánh hóa. Xác thịt cũ kỹ đó đã ra đi rồi, đã chết với Chúa Giêsu rồi, đã chôn với Chúa Giêsu và được sống lại với Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta phải là người vâng phục. Amen. Amen. Chúng ta là một người đã được phục hồi qua Cha, Con và Đức Thánh Linh. Cha thì chọn lựa, Con thì đổ huyết mua chuộc, còn Thánh Linh thánh hóa để vâng phục. Và Chúa Giêsu nói như thế này: ta đi là ích lợi cho các con. Nếu ta không đi thì Thánh Linh không đến với các con được. Nhưng mà khi Ngài đến, Ngài đã khiến thế gian nhận biết tội lỗi của mình, sự phán xét, sự công chính. Tội lỗi vì họ không tin ta. Rất là nhiều tội lỗi của con người, nhưng mà bây giờ tội lỗi là không tin nhận Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu là đấng đến để gánh tất cả tội lỗi của con người. Bây giờ không tin Chúa Giêsu đó là tội lỗi. Mà khi Ngài đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Ngài không nói tự mình, nhưng mà nói những gì mình đã nghe. Nói những gì mình đã nghe có nghĩa là ba ngôi Đức Chúa Trời đã hoạch định, chương trình hoạch định rồi, đã bàn bạc với nhau hết rồi. Thánh Linh đến cũng nói những gì mình đã nghe chứ không phải tự mình. Chúa Giêsu nói những gì mà Thánh Linh nói chứ không phải tự mình nói. Con không tự mình làm điều chi, nhưng mà điều gì con thấy Cha làm thì con mới làm. Amen. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhìn thấy rằng là chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt khi chúng ta được tái sinh bởi Đức Thánh Linh. Khi chúng ta tái sinh rồi thì chúng ta được nuôi dưỡng bởi Đức Thánh Linh. Ngài sử dụng lời của Đức Chúa Trời để nuôi dưỡng chúng ta. Thánh Linh của Chúa ẩm bầm từ khi chúng ta từ trong lòng mẹ cho đến khi đầu râu tóc bạc, Ngài vẫn ẩm bầm chúng ta. Ngài dẫn dắt cuộc đời của chúng ta, Ngài ban ân tứ cho chúng ta, rồi
Ngài ban quyền năng, Ngài đầy dẫy trên đời sống chúng ta, đầy dẫy đức tin và thánh linh. Mà trong thánh linh chúng ta có tất cả mọi sự. Có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Chúa là thánh linh. Thánh linh ở đâu? Nơi ấy có sự tự do. Amen. Chúa Giêsu thì được đầy dẫy đức thánh linh, còn hội thánh thì được báp têm bằng đức thánh linh và bằng lửa. Chúng ta thấy có khác không? Cựu ước người ta chỉ được cảm động thôi, mà người ta trở thành một người rất là vĩ đại, rất là quyền năng. Còn Chúa Giêsu chúng ta thì đầy dẫy đức thánh linh. Còn chúng ta là đầy bên ngoài, lửa bên trên, còn đầy cả bên trong nữa. Nên Chúa nói là hãy làm những việc lớn và khó, những việc các ngươi chưa từng biết. Hãy làm những việc ta làm là việc lớn hơn nữa. Amen. Chúa Giêsu giao trách nhiệm cho chúng ta rao giảng phúc âm. Ngài không có lộn. Bởi vì những người tin nhận Chúa Giêsu được báp têm trong Đức Thánh Linh là những người em của Chúa Giêsu. Amen. Cũng là con của Đức Chúa Trời. Amen. Ngài giao quyền cho chúng ta. Ngài sai phái chúng ta đi. Ngài tin cậy chúng ta. Amen. Ngài tin cậy chúng ta. Nên là những người tin sẽ có dấu lạ này. Quý vị biết những người tin là ai không? Người tin có năm dấu lạ. Nhân dân ta mà trừ quỷ dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay nếu uống giống chi độc chẳng hại gì, mà đặt tay trên cái đau có đau xa lành. Amen. Những người tin có dấu lạ này. Và những người tin chính là con của Đức Chúa Trời. Ai tin Chúa Giêsu trở thành con Đức Chúa Trời. Ai tin Chúa Giêsu thì được Đức Chúa Trời sinh thành. Amen. Nên những người tin là con của Đức Chúa Trời. Và Chúa không lầm. Bởi vì tất cả những người đó là con của Chúa thì Chúa giao quyền. Amen. Chúa giao quyền, Chúa giao ơn, Chúa giao tất cả mọi điều từ thiên đàng. Để rồi người ấy đi ra để rao giảng phúc âm. Cái điều thứ nhất là chúng ta được phục hồi. Chúng ta nhận được sự chữa lành. Chúng ta nhận được sự giải cứu. Chúng ta nhận tất cả mọi điều phước lành trong lời của Đức Chúa Trời. Và điều thứ hai là chúng ta phải ra đi. Đây là mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Amen. Phải vậy không? Tôi bắt đầu hầu việc Chúa từ trong hội thánh truyền thống ra, thì tôi bắt đầu hầu việc Chúa, tôi muốn mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi đọc tiếp Ê-xê-chiên 47 câu số 10. Câu này nó nói rằng những kẻ đánh cá ở bên bờ sông ấy, từ En-gê-đi cho đến En-ê-lê-im là nơi để giăng lưới. Ô, tôi sung sướng quá nè Chúa ơi. Cái nơi nào mà giăng lưới mà bắt nhiều cá cho Chúa là con thích lắm. Con rất thích cái câu này nè. Chúa chỉ cho con đi. Con thích bắt nhiều cá về cho Chúa. Con muốn thích thiết lập hội thánh của Chúa. Trong khi mình không phải là con của mục sư, mình là người rất là bình thường. Nhưng mà Chúa phán như vậy. Thì tôi nói Chúa chỉ cho con đi. Cái địa điểm mà để bắt nhiều cá này, Chúa chỉ đi. Thì tôi quỳ gối, tôi cầu nguyện. Và Chúa nói nào? Mở Ê-sai 54 ra đi. Tôi đọc. Hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc, dương màn ngươi ra, mở rộng trại ngươi, đừng để chặt thiệt, vì ta sẽ cho ngươi lan qua bên hữu bên tả, và các ngươi thế gì được các nước làm cơ nghiệp nữa. Tôi sung sướng quá. Tôi nói Chúa, bây giờ trong danh Chúa Giêsu Christ, còn công bố, còn đóng cọc từ đèo Bảo Lộc chạy đến đèo Sông Pha, quốc lộ 20 này, hội thánh của Chúa sẽ lan rộng qua bên hữu và bên tả. Và cảm ơn Chúa, 2 năm sau thì lên 6 hội thánh, lên tới Đà Lạt. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời chúng ta rất là diệu kỳ. Khi chúng ta là người muốn chinh phục những linh hồn tội nhân thì chúng ta phải cậy thánh linh của Đức Chúa Trời chỉ dẫn, chứ không phải là chúng ta tự ý muốn làm gì là cần thánh linh chỉ dẫn. Nếu quý vị ở chỗ nào đó, có thể là mình ở trong một cái khu vực nào đó, thì mình có thể đóng cọc và giăng dây cái khu vực đó, được không? Mình gặp ai mình có thể nói được. Mình ở trong công ty thì mình có thể giảng cho những người ở trong công ty được. Mình là nhân chứng cho Chúa Giêsu mà. Amen. Hội thánh mà không làm nhân chứng cho Chúa Giêsu, hội thánh mà không đi ra thì không thể nào gọi là phấn hưng được. Không có người mới vào thì chúng ta thấy nó buồn lắm á, nhưng mà có người mới vào thì chúng ta thấy vui. Amen. Mà tuần nào ngày nào cũng có người mới vào thì tuyệt vời vô cùng. Nó là trái nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc làm đều được thịnh vượng. Và ông trong Ê-xê-chiên 47 rất là tuyệt vời. Mỗi tháng đều ra trái mới. Amen. Mỗi tháng đều ra trái mới. Nếu chúng ta cứ tiếp tục làm chứng, nếu chúng ta tiếp tục gieo, cứ gieo, gặp ai chúng ta cũng nói, thì chúng ta sẽ gặt hái.
Còn nếu hội thánh không gieo ra, chúng ta không gặt hái, mà gieo trong nước mắt sẽ gặt hái giữa ca mừng. Amen. Tôi lúc đó nồng cháy lắm. Thánh Linh đến rồi là cháy, không kể, không có sợ chết cái gì hết, không có sợ bất bớ gì cả. Và ngày nào cũng rao giảng, cầu nguyện rồi rao giảng rồi cầu nguyện. Tôi nhớ lại khi tôi đến chỗ một cái khu vực công giáo, thì có một người đau gai cột sống mà tôi thấy tội quá, thương họ quá. Nói rằng, cô tin nhận Chúa Giêsu, Chúa chữa lành cho con. Cô này cười cười nhưng mà không có chịu tin, không có chịu nhờ mình cầu nguyện. Và cái lòng của cô nói là ông này ông kiêu ngạo quá, ông làm như là ông là Chúa Giêsu. Rồi tôi không nói gì nữa, tôi đưa cuốn sách đọc, thấy hay quá, đưa cuốn khác đọc hay quá, rồi thích được phép rửa Đức Thánh Thần. Tôi đưa cho để được phép rửa của Đức Thánh Thần, để Thánh Thần đổ xuống rồi nói tiếng lạ. Mà cảm ơn Chúa, cô khát khao, cô cầu nguyện mà lần thứ tư cô được bắp tem trong Đức Thánh Linh. Cô nói tiếng mới rất là mạnh mẽ và cô hát trong tiếng mới. Và cái gai cột sống của cô biến mất và Chúa chữa lành hoàn toàn trên đời sống của cô. Cảm ơn Chúa, cả nhà tin nhận Chúa Giêsu và dẫn đưa 4 năm gia đình ở khu vực đó tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Và biết bao nhiêu phép lạ xảy ra. Có một người, cô mời một người đến với nhà của tôi. Cô này cũng đau lưng mà không có ngồi được, phải nằm á. Nằm nói chuyện chứ không ngồi. Nhưng mà nói chuyện với tôi một chút xíu rồi là cô nói là giờ em được chữa lành rồi mục sư. Chưa cầu nguyện gì hết, được chữa lành rồi. Amen. Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và ở bên ngoài chúng ta nữa. Nên cái bóng của Phi-rơ cũng được chữa lành đó. Amen. Amen. Như vậy cái chức vụ này có cao quý không anh chị em? Cái chức vụ này có tuyệt vời không? Đem có sự cứu người, đem có sự giải phóng, đem có sự chữa lành và đầy dẫy quyền năng và phép lạ. Amen. Chúng ta cần phải hiểu được là mình là như thế đó. Những người của Adam cuối cùng này là như thế. Amen. Phải là như thế, chứ không phải là một người bình thường như thế gian. Nếu là một người bình thường như thế gian không có gì hết thì quý vị đã bị đồng hóa rồi đấy. Người của Đức Chúa Trời phải là siêu nhiên, làm những việc siêu nhiên, đầy dẫy quyền năng. Không thể nào ngồi yên được, thấy bệnh tật của người ta rồi thấy nhiều người ở trong sự đau đớn mà chúng ta yên lặng được. Không thể. Hồi đó tôi rất là nóng cháy và phục vụ Chúa. Tôi nhớ lại, tôi vẫn còn đi xe ôm. Cái một cái anh chàng xã hội đen xếp ở thành phố Bảo Lộc. Tôi thấy là chạy qua mấy chỗ anh kia chở đi đâu đó. Mấy anh kia thấy tôi đứng bên này, chỉ qua, qua ông kia ông chở cho. Cái anh qua chỗ tôi, anh lệnh chở qua bên kia chút đi. Tôi nói ngồi lên để anh chở cho. Tôi nhân Chúa Giêsu tôi trói buộc xong, tôi chở đi một đoạn. Tôi nói là Chúa Giêsu yêu em lắm. Anh ta không trả lời. Lần thứ nhì tôi nói Chúa Giêsu yêu em lắm, cũng không trả lời. Lần thứ ba tôi nói lớn, Chúa Giêsu yêu em lắm, em có biết không? Anh ta nói khóc ào 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 ào, khóc sướt mướt luôn. Tôi không biết chuyện gì. Người tại sao em biết anh, anh biết em? Tôi nói Chú biết em chứ anh đâu có biết em đâu. Nghe, em là đạo dòng đấy anh. Em là đạo dòng đấy anh, em tội lỗi quá. Thôi bây giờ anh chở em ra cái quốc lộ để em đón xe. Em chặn mấy cái xe là anh lấy tiền để em trả tiền xe ôm cho anh. Tôi nói thôi thôi, anh cho em luôn, anh tặng em luôn chứ anh không có lấy tiền đó đâu. Cảm ơn Chúa. Một người có Đức Chúa Trời ở bên thì sao? Nếu Đức Chúa Trời ở với chúng ta thì ai có thể chống cự chúng ta được? Dù là xếp sau đen, dù là súng ống, dù là gì, chúng ta không sợ gì hết. Đó là cái điều tuyệt vời rồi, phải không? Còn chúng ta đầy dẫy quyền năng để đem cái sự giải cứu chữa lành cho người khác nữa. Amen. Vừa rồi hội thánh tôi có một người, phải nói là rất là đau đớn. Một gia đình hai vợ chồng và hai đứa con. Sau khi đứa con trai lớn tự nhiên chết dưới nước, lạ kỳ lắm, chết xong làm đám tang cho đứa con rồi, cái người cha buồn quá, sao đó cũng lơ mơ, sao đó lái xe ra cái đụng chết luôn người chồng nữa. Còn đứa con thứ hai bắt đầu nó trầm cảm rồi, nó ngồi nó trong góc nó nói một mình với nó.
Ồ, cái cô này cô đau đớn, đúng là bị áp bức thật là kinh khủng, bị cướp giết hủy diệt thật là kinh khủng. Khi cô đó được một tín đồ của mình dẫn đến Thiên Chúa, sau đó giải phóng, giải cứu cô ta. Sự chết phải đi ra, sự sống đến, và công bố giải phóng hoàn toàn đứa con nữa. Đây là năm thi ân mà gia đình này phải được tự do, phải được tự do. Giải phóng xong cô ta về, tự nhiên đứa con trai ra nói chuyện với cô rất là nhẹ nhàng, rất là tuyệt vời. Ô lạ lùng quá, tuyệt vời quá, cô mừng rỡ và cô tiếp tục nhóm lại thờ phượng Chúa. Các chị em đã dạy dỗ cho cô ta. Quý bà anh chị em có thấy nhiều người như vậy không ạ? Rất là nhiều người như vậy, rất là đau đớn. Thế giới này người ta không có cứu được, nhưng mà Hội Thánh là cứu thế giới. Amen. Trách nhiệm của Hội Thánh là cứu thế giới này, cứu những người xung quanh chúng ta. Họ không thể cứu được, dù là đội ngũ bác sĩ, y bác sĩ đầy dẫy, nhưng mà họ không cứu được. Amen. Những gì tuột linh họ không thể nào cứu được. Những gì mà áp bức của ma quỷ họ không thể nào cứu được. Và chính ông thầy đội, ông nói rất là rõ: Chúa ơi, Chúa chỉ đứng đây Ngài phán một lời thì đầy tớ của tôi được lệnh. Bởi vì tôi nè, tôi kinh nghiệm cái quyền trong quân đội. Trên tôi thì có lãnh đạo của tôi, mà dưới tôi thì có lính của tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo đứng là đứng, bị bảo đi làm là nó làm. Ông kinh nghiệm về cái quyền của một người lãnh đạo trên quân đội. Lệnh là đi à, không có chống cự gì hết. Và ông nói rằng là: Chúa ơi, nhưng mà con không có cái quyền trên mấy con quỷ kia. Chúa có quyền mấy con quỷ kia. Amen. Chúa có quyền trên bệnh tật. Chúa phán một lời thì bệnh tật được lành. Amen. Amen. Lời của chúng ta là thần linh và sự sống đó. Phaolô nói rằng là: tôi không biết điều gì khác ngoài Chúa Giêsu Christ và Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Tôi nói hay là giảng không phải bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan loài người, nhưng mà tỏ ra thánh linh và quyền phép, để người nghe tin vào quyền phép của Đức Chúa Trời, chứ không tin vào sự khôn ngoan của loài người. Amen. Chúng ta gieo ra để họ tin vào quyền phép của Đức Chúa Trời, để họ thấy rằng là lời đó là lời sự sống, và họ có thể chữa lành, họ được giải cứu, họ được tất cả mọi điều. Phải giải phóng họ. Tôi nói với Hội Thánh của Chúa, chúng ta có trách nhiệm, bởi vì Chúa Giêsu đã giao cái quyền đó cho chúng ta rồi. Ngài nói là hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho chúng ta, đã giao cho ta rồi. Bây giờ ta giao cho các ngươi, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành. Amen. Amen. Rồi dạy họ mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Những gì ta làm thì hãy làm đi, và làm lớn hơn ta nữa. Amen. Ồ, quá sướng không quý vị? Cái địa vị rất là cao trọng, địa vị rất là lớn lao. Thế giới nào này không thể nào sánh bằng cái địa vị của quý bà anh chị em, bởi vì quý bà anh chị em là con của Đức Chúa Trời. Ngài tin cậy và Ngài giao quyền. Amen. Và hãy làm. Amen. Từ nay sắp tới chúng ta không ngồi yên nữa, nhưng mà hãy làm, tranh thủ thời gian mà làm việc này. Một cái việc là của cơ quan trung ương tối cao đó. Amen. Trên tất cả các cơ quan chúng ta phải làm việc này, và việc này là việc đã giao cho chúng ta rồi. Cảm ơn Chúa. Chúa luôn luôn thành tín. Chúa luôn luôn là Đức Chúa Trời thành tín. Amen. Phi-rơ nói với Chúa Giê-xu rằng: Đại Chúa, con bỏ hết mà theo Thầy, con được cái gì? Chúa nói là: ai mà vì ta, lời ta từ bỏ đất ruộng nhà cửa anh chị em mà theo ta thì ngay đời này nhận lãnh trăm lần hơn cả sự gắt bớ và đời sau hưởng được sự sống đời đời. Như vậy cái người mà hầu việc Đức Chúa Trời, những người hy sinh để phục vụ Đức Chúa Trời, để phục vụ thế giới này, thì ngay đời này nhận lãnh trăm lần. Amen. Và đời sau thì được sự sống đời đời kèm theo sự bất bớ chính giữa. Amen. Quý vị có muốn không? Amen. Nên quý vị thấy, nhìn lại mấy ông mục sư, ông nào cũng giàu hết đó. Amen. Chúa cho là tới trăm lần hơn mà. Nên ngày xưa tôi nói để khích lệ tất cả những anh chị em, chúng ta hãy mạnh dạn và hầu việc Đức Chúa Trời, bỏ thời gian hầu việc Đức Chúa Trời, hãy cầu nguyện mà làm sao mà chính mình phấn hưng và Hội Thánh của Chúa phấn hưng. Phải như vậy, bởi vì địa vị chúng ta là vô cùng lớn lao mà, phải không ạ? Tôi nói với Chúa, con không có gì hết, con chỉ có cuộc đời này để dâng cho Chúa, để phục vụ Chúa. Cái này Chúa nói, con nhớ không? Hồi đó con đi xe ôm á, mỗi tháng
con được 1 triệu, mà con không đi xô ôm nữa, con hầu việc ta. Như vậy mỗi tháng con dâng cho ta 1 triệu, đúng không? À, tôi mới giật rồi, dạ đúng rồi chứ. Hồi giờ con đâu có nghĩ ra đâu. Mà nếu con dâng 1 triệu thì con có bao nhiêu? Có 100 triệu, đúng không? Chúa cho lại 100 lần hơn mà. Amen. Amen. Có trên tài khoản trên kia. Ngài nói với người giàu kia nè, bán gia tài chia cho kẻ nghèo đi, để người có của báo ở trên trời rồi đến mà theo ta. Đi luôn. Có phải không? À, Chúa biết giữ tiền không có tốt thì Chúa giữ giùm cho. Và nếu mà cần thì mở chìa khóa để Chúa chuyển qua tài khoản của mình để mình xài chứ. Amen. Tôi nói với quý bạn chị em này, không khó anh chị em, trong Chúa không vô ích đâu. Amen. Chúng ta có của cải trên trời, phải có của cải trên trời. Chúng ta dâng một, Chúa cho lại 100 lần hơn. Và cần thì nhân danh Chúa Giêsu, tài khoản trên kia chuyển qua tài khoản của con. Amen. Thì tôi cứ làm vậy thôi chứ không biết đường nào khác. Bởi vì đất đai không có cái gì cũng không. Kẻ nhờ cậy người, người nhờ cậy xe, còn con là nhờ cậy Đức Giê-hô-va, không còn đường nào khác. Và 30 năm không làm gì hết, chỉ chăm sóc bầy chiên truyền giáo, mà bây giờ Chúa nuôi cho đến bây giờ không có thiếu gì hết. Amen. Hãy mạnh dạn lên, đừng có nghĩ rằng là hầu vị Chúa là nghèo nha. Có nhiều người nói hầu vị Chúa là nghèo rồi bắt buộc, rồi nhiều người nói phục sư phải nghèo, bắt bớ tù đày bị giết sẵn sàng, nhưng mà nghèo là không chịu. Tôi không chịu. Amen. Cảm ơn Chúa, Chúa làm cho tôi từ một người nghèo trở thành người giàu có. Bây giờ có một bầy chiên mấy trăm người, một con chiên là tôi đã giàu rồi, đừng có nói chuyện nhiều. Amen. Có phải một con chiên quý hơn cả thế gian này không? Amen. Quý vị kiếm một con chiên đâu, quý vị đã giàu rồi. Đức Chúa Trời đã ban thưởng cho quý vị. Và biết bao nhiêu công việc chúng ta làm trong hậu thánh của Chúa, là chúng ta là người giàu có trong Đức Chúa Trời, đang phục vụ Đức Chúa Trời. Nhiều anh em nói với tôi, bây giờ cái cách sao một tôi nói rằng, muốn của cha là của con, thì trước nhất của con là của cha trước. Amen. Phải vậy không? Chúa luôn luôn bảo chúng ta làm trước và chúng ta làm sau à. Của con là của cha cái đã. Nếu mà của con không phải của cha là đừng có nghĩ đến là của cha là của con. Amen. À, cảm ơn Chúa. Nên cái người hai đứa anh của người con trai hoang đường đó, đứa con trai hoang đường nó trở về nhà được phục hồi lại địa vị, nhưng mà chưa có gì đâu, để xem thử còn làm có tốt không nữa, không? Nhưng mà có đứa con trai ở nhà đó, nó nói rằng con không bao giờ làm buồn lòng cha, những gì cha bảo con làm hết. Nhưng mà cha nói rằng của cha là của con. Amen. Cái người hưởng gia tài đó là người con trai cả đó, bởi vì nó làm đẹp lòng cha của nó, và cha của nó là của cha là của con. Amen. Bởi vì nó làm cho cha và của cha là của con. Amen. À, đó là điều còn cái người con trai kia tiêu phí hết tiền của nó rồi, bây giờ đó, trở về nhà chỉ là được mới được phục hồi thôi. Sự thương xót của Đức Chúa Trời, và Chúa dạy cho người anh rằng có lòng thương xót thôi. Amen. Nên chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa. Quý vị cứ ra đi, đem một người trở lại với Chúa là quý vị tự nhiên nó mừng, nó vui thỏa, nó sung sướng lắm. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Và càng đi tới sức lực lần lần thêm, mà nếu đi lui thì sức lực lần lần xuống. Amen. Đi tới thì sức lực lần lần thêm, và cả thì sao, vẫn tiếp tục thành mộ và sống tươi. Nên chúng ta còn nói chúng ta có thể làm được. Nên cảm ơn Chúa. Ba điều mà tôi muốn nói buổi sáng hôm nay, đó là Adam đầu tiên đã đem con người vào trong tội lỗi, vào trong địa ngục. Adam cuối cùng là đem con người vào trong sự công chính, và có một cái khuôn mẫu, có một tấm gương vô cùng tuyệt vời, để phần thứ ba là những người của Adam sau cuối này tiếp tục bước đi theo Adam sau cuối và làm việc lớn hơn Adam sau cuối nữa. Amen. Bởi vì thế giới này rất là đông đảo rồi, mà nếu chúng ta không làm việc thì chúng ta cứ trông mong, cứ cầu nguyện phán ngưng và cầu nguyện phán ngưng, mà chúng ta không đi ra thì phán ngưng nó chắc là lâu đến, chờ chắc hậu thánh nào khác họ cầu nguyện nhiều rồi mình chạy theo sau, không? Quý vị có muốn là hậu thánh của mình là đi hàng đầu trong việc phán ngưng không? Chúa Thánh Linh cho đổ phán ngưng xuống trên hậu thánh BBC không? Phải là người cầu nguyện, hăng say trong sự cầu nguyện, phải là người đi đầu trong việc truyền giáo. Amen. Phải là những người chăm sóc, phải là những người luôn luôn sống với Thánh Linh của Đức Chúa Trời mỗi ngày. Amen.
phải là sống với Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mỗi ngày. Dù người trẻ, dù người lớn tuổi thì luôn luôn nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để đuổi quỷ. Và nếu quý vị mà không nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để mà đuổi quỷ, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lanh xa anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta đã thiết lập hội thánh rồi thì chúng ta cần phải xây dựng hội thánh của Chúa, phải không? Phải xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải dạy dỗ họ những điều mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta. Tôi nhớ lại khi hội thánh của Chúa nó vào, nhiều người vào trong hội thánh của tôi, nhiều người được chữa lành, nhiều người được giải cứu. Bây giờ phải làm sao đây Chúa ơi? Chúa biết họ cho con không biết, bây giờ cho họ ăn cái gì nữa? Rất là cầu nguyện Thánh Linh đâu, bây giờ Chúa biết họ cần gì, Chúa chỉ cho con phải giảng cái gì, con phải dạy cái gì. Và cảm ơn Chúa cho rất là nhiều đề tài để nuôi họ từ cấp thấp cho đến cấp cao. Và tôi thường có những cái bài học là hàng loạt từ nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Mà khi họ nhóm tuần này, cái là họ phải nhóm tuần sau. Bởi vì cái bài này nó tiếp tục cái bài sau là nó liên kết với nhau, không thể thiếu được. Giống như họ xem phim tập quen rồi đó. Nếu xem tập này xong là phải xem tập khác chứ không bỏ thì tiếc. Bây giờ nhóm tuần này xong rồi phải nhóm tuần tới nữa, chứ không nhóm tuần tới nữa là tiếc lắm. Bởi vì có một cái cách để rồi cho người ta có một cái sự khát khao để họ tiếp tục nhóm tuần sau. Rồi tuần sau nữa thì tuần sau nữa lại có những điều mới nữa, tuyệt vời hơn nữa, rồi họ sẽ nhóm tuần sau nữa. Và qua một thời gian vài năm sau thì họ trở thành những người trung tín trong sự nhóm lại, không bỏ nhóm. Amen. Vô cùng quan trọng quý bạn chị em. Những người của Adam cuối cùng phải là người chinh phục những linh hồn tội nhân, phải là người theo đại mạng lệnh mà Chúa Giêsu đã ban cho. Amen. Phải là người dạy dỗ, lãnh đạo hội thánh của Chúa, làm cho hội thánh của Chúa trưởng thành lớn lên mỗi ngày. Và Chúa Giêsu đã nói rõ điều này. Các môn đồ đi theo Chúa Giêsu trong công vụ đằng một, họ nói rằng có phải lúc này Chúa xây dựng lại Israel không? Chúa nói điều đó các ngươi không cần biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các người đã nhận lấy quyền phép mà làm chứng về ta tại Jerusalem, đến xứ Judea, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Amen. Thế giới bên ngoài nó làm gì kệ họ, không cần thiết. Thay đổi tổng thống cũng không cần thiết. Amen. Nhưng anh chị em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh rồi, có một con đường duy nhất, làm chứng cho Chúa Giêsu. Amen. Được không ạ? Phải là nhân chứng cho Chúa Giêsu, phải đi ra, phải rao giảng, phải đặt tay chữa lành, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn luôn đồng hành với mỗi một người chúng ta khi chúng ta đi ra. Chúa cùng làm việc với các môn đồ, lấy phép lạ gặp theo lời giảng. Amen. Bản dịch mới nói rằng là Chúa cùng làm việc với các môn đồ, xác chứng lời họ bằng dấu kỳ và phép lạ. Amen. Xác chứng lời của họ có nghĩa là lời chúng ta nói ra, lời chúng ta công bố, chúng ta đặt tay thì Chúa xác chứng bằng dấu kỳ và phép lạ. Amen. Nên chúng ta nhớ rằng là những người lãnh đạo là vô cùng quan trọng, người rao giảng là vô cùng quan trọng. Và chúng ta nhớ là Chúa luôn luôn xác chứng lời của chúng ta công bố. Đừng có run, đừng có sợ gì hết. Hãy công bố một cách mạnh mẽ sự chữa lành, công bố đuổi quỷ thì họ được giải phóng. Hội thánh của chúng tôi thì có 8 giờ tối Chủ nhật thì có giảng giải cứu về chữa lành. Và đa số tôi thấy rằng là đa số ai cũng được lành, trên 90%, cỡ 95%, chứ còn một vài phần trăm nó không được chữa lành thì chưa có truy ra được. Nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng tiếp tục duy trì giải cứu chữa lành trên dùm. Có một người phụ nữ, bữa đó tôi giảng về Mác đoạn 9 và giảng giải cứu một đứa trẻ động kinh, nó Chúa Giêsu giải cứu đó. Tôi giảng cái bài đó, cái người chị em đó nói, mục sư ơi, mục sư cầu nguyện cho con của em. Và con em sao? Và nó động kinh mỗi tuần là 3 lần. Em tưởng là mục sư chỉ là cầu nguyện chữa lành không, bây giờ mục sư còn có đuổi quỷ nữa, bây giờ giải cứu con của em. Tôi nói hãy đặt tay đi nó đi, tôi sẽ cầu nguyện ngay bây giờ, tôi nhân danh Chúa Giêsu truyền lệnh cho linh mà ngay động kinh đó. Linh mà qua nhà cầm điếc đi ra khỏi đứa nhỏ. Qua tuần sau bà làm chứng lại, cảm ơn các mục sư, tuần qua con của tôi không động kinh một lần nào nữa. Amen. Và chúng ta biết rằng tôi
giải cứu những người bị động kinh và trực tiếp đó không dễ dàng chút nào. Nhưng mà ở trong Zoom chỉ công bố một lời là Chúa chữa lành luôn. Ồ, lạ lùng quá. Cái dạng đó mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ là phải kiêng ăn và cầu nguyện thì mới được tăng quyền năng để đem chữa lành đó. Nhưng mà lạ lùng bởi đức tin của người mẹ và bởi đức tin của mình công bố chữa lành thì người đó được chữa lành. Cảm ơn Chúa. Chúa luôn luôn là đấng chữa lành. Chúa luôn luôn là đấng giải cứu. Hãy mạnh dạn, hãy ra đi, hãy làm chứng, hãy đem nhiều người trở lại với Chúa. Và tôi tin chắc rằng ai cũng có thể làm được, bởi vì Chúa nói những người tin thôi thì sẽ làm những việc Chúa làm, và làm việc lớn hơn nữa, làm lớn hơn nữa. Và tôi nhắc lại một điều ở chỗ này, trong Giăng đoạn 14 câu 12 đó là ai tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm và những việc lớn hơn ta nữa, vì ta đi về cùng Cha. Ai tin ta là tin cái gì cái chỗ này? Ai tin ta? Bởi vì Chúa Giêsu nói rõ là câu 10, câu 11 đó là gì? Ta nói với các ngươi không phải bởi ta mà bởi Cha. Ta làm là bởi, không phải bởi ta nhưng mà bởi Cha. Nếu các ngươi không tin ta thì hãy tin những việc ta làm. Như vậy Chúa Giêsu ở trong Cha và Cha ở trong Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu mới làm được những dấu kỳ và phép lạ đó, đúng không ạ? Nên Chúa nói ai tin ta, tiếp tục câu 12 nói là ai tin ta, có nghĩa là ai tin rằng là ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, đó là quyền năng phép lạ nó xảy ra, thì cái người đó cũng ở trong Chúa và Chúa ở trong họ sẽ làm được tất cả những điều mà Chúa sẽ dẫn dắt đời sống của họ. Amen. Nên khi trong Giăng đoạn 17 Chúa đã cầu nguyện rằng là con cầu nguyện cho các môn đồ, nhưng mà không phải cầu nguyện cho họ thôi đâu, nhưng mà cầu nguyện cho những người tin họ mà nghe họ và tin đến con nữa, để chúng ta cùng làm một với họ. Đây là một cái sự kết nối giữa Cha, Con, Đức Thánh Linh ở với chúng ta. Nên là tôi nói rằng Chúa Giêsu của chúng ta kết nối với Cha qua Thánh Linh của Chúa là 3 trong 1, còn chúng ta kết nối với Chúa Giêsu cả Thánh Linh và Đức Chúa Cha nữa là 4 trong 1, mạnh mẽ vô cùng. Amen. Amen. Xin mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng nguyện. Tôi sẽ cầu nguyện cho toàn thể hội thánh trước, rồi sau đó ai cần cầu nguyện thì lên phía trên đây thì hãy cầu nguyện cho quý vị. Chúng ta có thể giơ tay lên bởi đức tin của mình. Chúng con cảm ơn Đức Thánh Linh dùng lời của Ngài bày tỏ cho chúng con. Ngài đồng hành với chúng con và Ngài đang hiện diện ở đây với chúng con. Chúng con thấy rằng Adam thứ nhất đã đem con người vào trong tội lỗi, ở trong sự đau khổ. Chúng con ở trong đó. Nhưng mà Adam cuối cùng là Chúa Giêsu của chúng con đến để đem chúng con ra khỏi tội lỗi, ra khỏi nô lệ của Satan, ra khỏi bệnh tật, ra khỏi sự rủa xả, ra khỏi tất cả, và trở thành những con người của Adam cuối cùng này, là những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố rằng tất cả quyền bàn trên cho con là người của Adam cuối cùng, đã được rửa sạch bằng huyết của Chúa Giêsu rồi. Mọi công việc chết đã được rửa sạch rồi. Thân thể hai chết đã được thanh hóa bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời rồi. Và trong danh Chúa Giêsu Christ, bây giờ bởi quyền năng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, sự sống của Thánh Linh Đức Chúa Trời đầy tràn những từng người một, để làm cho tất cả những gì cũ kỹ của đời sống của họ, của tội lỗi, của xác thịt hãy ra đi, và không còn những gì cũ kỹ đó nữa. Mọi đồn lý của tâm trí cũ cũng phải bị đặt đổ hoàn toàn. Sự tự cao giấy lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, sự lý luận đều phải bị đặt đổ ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Và chúng con công bố tâm trí họ giống tâm trí của Chúa Giêsu. Họ đầu phục ý tưởng của Chúa Giêsu của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Họ có một người anh cả vô cùng tuyệt vời là Chúa Giêsu của chúng con. Và họ là những người con thứ, và họ kết nối với Chúa Giêsu, họ làm theo gương của Chúa Giêsu để ra đi, rao giảng phúc âm, chữa lành, đuổi quỷ, làm nhiều phép lạ lớn lao, biến đổi nhiều cuộc đời con người và đem nhiều người bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Như lời Ngài đã chép, mở mắt họ, đem họ từ nơi tối tăm đến nước sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan đến với Đức Chúa Trời, để bởi đức tin nơi ta, họ được sự cứu rỗi và hưởng cơ nghiệp cùng các thánh đồ. Alleluia. Chúa ơi, Ngài đã ban mạng lệnh đó, đại mạng lệnh cho môn đồ của Ngài, và đại mạng lệnh đó cho mỗi một đời sống của chúng con ngày hôm nay. Khi chúng con nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng con nhận lãnh quyền phép rồi, thì ngay giờ này quyền năng của Thánh Linh biến đổi cuộc đời của chúng con. Lửa của Đức Thánh Linh bốc cháy mỗi đời sống chúng con, và Thánh Linh của Chúa sai chúng con đi ra.
sai chúng con đi ra. Bởi vì Ngài nói rằng là Ngài sẽ bày tỏ cho chúng con những việc sắp xảy đến. Anh chị em chúng con muốn đến vùng đất nào, nơi nào, giảng nơi nào? Ôi, hỡi Thánh Linh của Chúa, xin chỉ dẫn cho họ, mặc khải cho họ, để họ thật sự biết được cái mục đích, mục tiêu. Như là Phao-lô đánh xứ Macedon để giảng, không được đánh Á Châu, thì Chúa Thánh Linh là đấng bày tỏ, Chúa Thánh Linh là đấng dẫn dắt, và Ngài bày tỏ cho từng người một, để ai nấy có thể trở thành những người rao giảng phúc âm, chữa lành, đuổi quỷ, đem sự giải phóng cho nhiều người, và đem đến cái sự phấn hưng cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài, con chúc phước cho anh chị em con, chúc bình an cho anh chị em con, mà con cũng công bố rằng Thánh Linh và quyền năng của Ngài đầy tràn, đức tin và Đức Thánh Linh cũng đầy tràn trên đời sống của họ, để họ ra đi đem nhiều linh hồn trở lại với Chúa, và làm cho hiệu tên này nó được phấn hưng. Thánh Linh của Ngài sẽ đổ đầy dậy phấn hưng, và hội thánh của Chúa được phấn hưng và lan tỏa ra nhiều nơi, nhiều chỗ nữa. Con cảm ơn Ngài, cảm ơn Cha. Chúng con và đức tin nhận lãnh lời cầu nguyện này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen, hallelujah, cảm ơn Chúa. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.